Cái ông này ông đi ông lặn ông xúc nghêu các bạn. Nghêu hay sò huyết gì đó. Rồi theo cái bãi bồi bãi này thì cái dạng cũng trước nhà của ổng á. Rồi ổng rải con giống xuống các bạn. Ông mua con giống ông rải xuống, ông lặn xuống rồi. Rồi nó lớn lên thì ông xúc ông đãi. Xúc mấy dạo vậy cái được một ít ông bỏ vô cái thùng xanh xanh ông kéo theo. Đây là thuộc xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Thì ở đây thì cũng sát cửa biển. Ở cái hướng này là đi ra cửa biển nha các bạn. Ở đây thấy cuộc sống cũng là rất là yên bình. Thì những người ngư dân này người ta đa số là ở đây là sống, các bạn thấy là những cái vỏ lãi nó đậu san sát với nhau nè. Sống bằng cái nghề biển các bạn. Lớp rồi đi câu kiều, lớp rồi đi cào nghêu. Thì bây giờ hiện đại các bạn, những cái ghe vỏ lãi này nó chạy bằng cái máy xe hơi. Chạy dữ lắm các bạn. Chạy gan tì ghê không? Máy này các bạn. Các bạn thấy cái cục máy hết hồn không? Cục máy nó bự lắm các bạn. Còn đây là chiếc ghe chạy nhỏ. Để chạy bằng máy dầu, máy đê các bạn. Thì nó yếu. Nó chạy chậm nhưng mà nó chạy bền. Các bạn thấy là chạy mấy dầu tới đây á. Những chiếc máy đê thì nó chạy từ 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 thôi các bạn, nó không có chạy tốc hành được. Còn những cái máy xe hơi như cái máy này nè các bạn, đó, máy này nè. Cái chiếc vỏ lãi thì nó nhỏ mà cái cục máy nó quá là lớn luôn các bạn thấy không. Bây giờ đó là khi mà anh đề đang chạy là hết maximum là chiếc vỏ lãi nó lướt sóng thì nó thể đạt tới cái tốc độ là 60 km/h các bạn. Lúc ra đi biển thì người ta gọi là hải lý nhưng mà mình nói là km thì nó dễ hiểu hơn. Thank you.
không biết là cào được nhiều không mà đem theo cái thùng chà bá lửa luôn. Còn vỏ lãi này để chạy bằng máy đu tôm các bạn, máy Honda chạy xăng á, thì cái máy này thì nó yếu à, ta gọi là máy đu tôm, máy Honda nó yếu các bạn, thì nó chạy chậm thôi, nó cũng nhanh nhưng mà cái sức tải nó đi những cái ghe lớn thì nó chạy không nổi. Cào sầu huyết mà xa quá mình không có ra quay cận cảnh được. Không biết là có nhiều ít. Có nghêu nữa các bạn. Nghe ông nói là có nghêu nữa. Xa quá không quay cận cảnh được. Cái vỏ lãi này đi đặt lú các bạn. Có những cái lú này nè. Giờ ta bắt đầu đi đặt lú. Đây là cái dựa thu mua hải sản của chị Sáu, anh Sáu và ba mẹ của cháu Trâm. Thì anh Sáu anh cũng có đi câu kiều các bạn. Ngày mai sáng mình sẽ đi theo anh Sáu ra biển trải nghiệm câu kiều. Đây là cái chân vịt nè, các bạn thấy nó rất là to lớn không? Là của cái máy xe nó chạy cho cái chiếc vỏ lãi này nè các bạn. Đó thì sẵn đây mình cũng nói về cái máy xe. Máy xe thì hay hoặc là mấy cái dầu máy đê đó các bạn. Thì thường nó cũng giải nhiệt bằng nước và gió. Nó giống như những chiếc xe máy mà không khói nhỏ, không khói lớn cũng vậy. Thì xe mình chạy thì nó giải nhiệt bằng nước và gió. Rồi mình chạy với vận tốc là cao thì nó đủ cái lượng gió nó giải nhiệt. Còn khi mà chiếc máy này gọi là khi mà xuống dùng cho những chiếc ghe này ta gọi là máy thủy. Máy thủy, động cơ thủy thì khi ghe nó chạy thì tốc độ nó nhanh như vậy nhưng mà nó cũng không đủ cái lượng gió để nó làm mát cho cái nước được. Thì do đó là người ta bỏ cái kết nước ra bạn. Thì những cái máy này nguyên thủy nó vẫn có kết nước. Nhưng mà khi đem xuống động cơ thủy này ta chế biến lại thì cái kết nước nó không có cái quạt gió nữa. Nó phải có cái quạt gió nó quạt, người ta đơn giản ta bỏ hết. Thì người ta dùng cái nước trực tiếp để người ta giải nhiệt. Thì cái nước này nó trực tiếp thì nó chạy vô cái buồng đốt đó các bạn. Nó chạy vòng 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 đó. Xong rồi nó thải ra luôn. Nó liên hoàn, nó trực tiếp nó lấy nước. Do đó là các bạn thấy những chiếc ghe nó chạy bằng cái thủy động cơ đó, nó hay có cái vòi nước nó phun ra là như vậy. Thì xe mình chạy trên đường bộ thì không thể nào mà phun nước kiểu đó được. Do đó là mình phải có cái quạt gió hoặc là mình lấy sức gió của cái xe mình chạy để mình giải nhiệt cho cái nguồn nước đó. Thì ở đây các bạn thấy có cái ống nước nè các bạn. Đó, cái ống nước nè. Khi mà ghe nó chạy thì nó hút nước lên cái máy thì nó xả trực tiếp ở đây luôn. Nó liên hoàn liên tục. Do đó là cái nước nó không có nóng. Thì cái động cơ thủy người ta sẽ chế như vậy. Thì những cái máy mà đê đó các bạn, cái thùng nước của nó là nó không có kết nước luôn. Nó có cái thùng nó lấy trực tiếp nước lên. Nó đưa vào cái nồng xi len đó, nó có những cái nguồn nước nó chạy vòng 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 đó, nó giải nhiệt rồi nó thải ra trực tiếp. Thì những chiếc máy cày, máy xới nó trên bộ á, thì nó phải có kết nước. Đồng thời nó sẽ có cái quạt
gió để giải nhiệt cái nguồn nước đó. Thì các bạn chạy xe máy mà phân khối nhỏ như bây giờ là Winner hoặc là Accenter hay Raider thì người ta cũng có thiết kế là giải nhiệt bằng nước. Nhưng mà thật ra thì các bạn đại khái là các bạn nói như vậy là các bạn cũng hiểu rồi. Giải nhiệt bằng nước nhưng mà phải có gió để giải nhiệt cho cái nguồn nước đó. Thì đó là các bạn nào mà chạy những cái chiếc xe máy mà được tích hợp cái kích thước để giải nhiệt á, thì các bạn nên đừng có gắn cái miếng bao che hay là bảo vệ cho cái kích thước, làm gì nó sẽ cản cái sức gió, rồi nó không đủ lượng gió để nó giải nhiệt, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Là cái máy của mình lúc nào cũng không được giải nhiệt tốt, do cái nguồn nước nó không có được giải nhiệt tốt, nó không có mát đó các bạn. Đó thì sẵn đây mình cũng nói về cái thủy động cơ là cho các bạn xem. Thì cái nguyên tắc hoạt động của cái giải nhiệt bằng nước là nó như vậy, tức là giải nhiệt bằng nước và gió là cho xe máy hoặc là những cái xe tải, xe ô tô được như vậy, nó có cái quạt gió rất là lớn để nó giải nhiệt cái nguồn nước đó. Nhưng mà khi đưa xuống ghe xuồng là gọi là thủy động cơ á, thì người ta bỏ bớt những cái phần cồng kềnh đó đi, người ta không có gắn cái cách nước được, do đó người ta lấy nước trực tiếp luôn các bạn. Thì nó chạy lên chạy xuống nó liên hoàn như vậy thì cái lúc nào cái nguồn nước nó cũng mát đó, thì nó như vậy nha các bạn. Thì những cái chiếc mà mô tô nước như vậy các bạn thấy nó phun cái dầu nước lên cao á là nó cũng lấy nước trực tiếp đó các bạn. Rồi mô tô nước thì cái công suất nó rất là lớn. Đây là có chiếc ghe rồi các bạn. Hoạt động của cái nước nó làm mát máy là như vậy, lý do là nó không có được giải nhiệt bằng gió, cái lượng nước nó không được giải nhiệt bằng gió, do đó là cái máy thủy cơ á thì nó sẽ sử dụng nước trực tiếp. Máy đưa tôm đó các bạn, là nó có cái áo gió, nó có cái quạt gió, các bạn thấy cái máy nó có cái quạt gió rồi đó, rồi nó có cái áo gió nó bao che là hết để là nó lấy gió nó luồn theo cái áo gió đó, nó không cần nước, nó giải nhiệt bằng gió thôi. Thì cái đầu quy lắp nó, cái đầu xi lên nó có những cái kế cái khía đó các bạn, thì nó bằng gen hoặc bằng nhôm á, nó giải nhiệt rất là tốt. Đây là nhà của anh chị Sáu, chủ dựa thu mua cá quát nha các bạn. Giờ anh chị đi giao cá rồi, không có nhà.
Đây là những cái tay câu câu kiều các bạn, những cái tay dân câu á. Có những cái lá cờ này là ta thả xuống biển để ta đánh dấu những cái tay dân câu kiều các bạn. Thì ngày mai mình sẽ đi theo ông Sáu đi trên chiếc ghe này. Này gọi là vỏ lãi. Hai con được ha. Có một con nữa nè. À, một con nữa là ba con luôn, là trúng luôn đó rồi. Vậy là cũng tạm ổn rồi các bạn ơi. Mấy cái luồng đầu thấy cũng qua luôn, hai con này bự à. Chừng qua luôn là mười mấy con. Trúng luồng cá nó đi ha. Ui, con này nó bị vướng dây à. Móc tùm lum. Vậy là trên chục tiết vậy? Trên à? 6 con cái gì? Trời lắm, 6 con là 7 con. Còn ký mấy, ký mấy, 2 ký rồi ở trên. Ôi, có một cái mặt. Sống không? Vậy đó, nó dính xong rồi thì gan giờ nó hổng vẹo dài 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 cá vậy đó. Gỡ con này tới con kia. Còn mà mấy bữa trúng mê mà nó mệt ha. Nó mê mệt rồi đó. Nếu mà nó dính thì mình ham mà nó mà nó trời sống á. Độ quýnh ấy nhìn khi thăm nó chịu rồi chứ trời sống nó lùa chịu lên nó cháy tay. Chịu dây nè. Mà đừng có xịt có đồ thì ngon lắm. Ra đồ thăm rồi nãy giờ nhầm bữa có xịt rồi đứt câu khúc 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 rồi vậy làm lại từ đầu. Ủa nó xịt là nó cái lưới nó cào dưới là nó có điện hả? Ừ, có điện không mấy thằng xịt có cặp rộng đấy không cây con nó hồi xưa cắn này hả xưa ngứa không. Nó còn sống hả? Cứa này nó sống hả? Nhiều nhiều. Thường thường mấy con bờ con cứa thấy nó nhỏ. Con này nó bự quá, tưởng là bịch ni lông. Cái con mực nó dân nó xịt mực dân rồi le nè thui rồi rồi con mực nó
mực này, mực sống này chú ăn với con mực muối nữa, con mực nào ngon? Mực sống quá ngon nha. Ngon dữ dằn, nó giòn khấu vậy đó. Chứ đi biển mà mấy hòn mấy đồ người ta có hàng tươi sống á, tao khoái. Rồi còn mà con mực này mà nó muối cá rồi dịch luộc ăn ngon lắm. Chứ lại bây giờ nó làm gì mà nó muối rồi nó làm con mực nó trắng nõn nha, mà nó nở nó bom ha, có gì không biết mà nó thấy con mực nó bự lắm. Mai mình lột ổn xíu tẩy con mực này, mà tại mình ấy chứ bây giờ mình mà nó tư vị là thì con vô bán 100 ngàn tí đó, mà muối rồi bán 70 nó không mua nữa. Muối đá muối nhìn ký mà được 2 ký nó ra, có thể là 2 ký rưỡi 3 ký. Ui nó kẹt. Cái con này dòng khe đó, cái con đó nó đẹp chứ. Thank you.